ra thì thường xuyên ở đây thấy là nếu mà những người tuân thủ thì ít, vì đứng đây nhìn là thấy thôi. Tất nhiên là hầu hết là viên cứ các em đi viên trước là đi được, đều là tuân thủ thôi. Nhưng có một số như là người ta không hiểu biết. Khoảng 3 phút rồi ạ. Chưa thấy tín hiệu rồi. Đang được ạ. Đây anh tới đây, mọi người ở đây này. Cứ đi đi lại lại như thế này thôi. Có nhiều lúc mình phải đứng lại ở giữa dòng đường ấy khoảng. Nếu như giả sử mình đi qua toàn đường này thì ít nhất phải đến 1-2 phút thì mình qua được.